Bộ hộp đựng càng thủy tinh Lock and Lock gồm hai loại hộp đựng riêng biệt. Hộp đựng 1 ngăn và 2 ngăn giúp đựng nhiều món ăn hơn. Nắp đậy khóa 4 cạnh công nghệ e tài bảo quản chắc chắn. Thủy tinh Borrow Silicate chịu nhiệt đến 400 độ C, sử dụng được trong lò vi sóng. Hộp đựng đi kèm với túi có lớp cách nhiệt giúp giữ ấm, dễ vệ sinh. Túi lưới đựng đồ tiện lợi, dây kéo kín đáo an toàn, thiết kế thông minh với nhiều ngăn đựng, đa dạng màu sắc và kích thước phù hợp với nhu cầu, ấm nóng và an toàn cho mỗi bữa ăn. Bộ hộp đựng cơm trưa thủy tinh Lock and Lock Premium Life Lock and Lock.